này nó đọc giống như baby dễ thương quá. Là mấy gì chứng liền. Chứ còn lẽ hơn là người đồng rảnh nó chứng. Thì con làm đi. Hồi xưa dù có nhỏ thông sân nó dịch kinh của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh ra tiếng Mỹ. Nhưng mà thật sự khi mình đọc kinh á, có một cái câu chuyện. Có một ông thầy ổng rất là giỏi. Rồi cái ổng có một người đệ tử. Thủ bên câu chuyện nhưng mà chuyện nhớ kể tấm tắt. Cái vô thầy dạy cho con thần thông. Cái vừa bước vô, cái ông sư phụ ông thấy đệ tử ổng có lông mũi xưng chiều dù. Cái ổng chỉ có lông mũi. Ô có lông mũi xưng chiều dù, mũi xưng chiều dù. Cái ông đệ tử thì ổng có nghĩ là thầy ổng dạy câu thần chú đó. Cái ông về cái ông học cái câu đó, lông mũi xưng chiều dù, lông mũi xưng chiều dù. Vậy mà linh nghiệm. Tại vì khi mình đọc á, đọc cái tâm, chứ mình không có đọc theo cái hình thức. Rồi có một cái bà mà bà đọc chú Đại Bi mà đọc sai bé nè. Vậy mà bà được chứng. Cho nên đọc kinh, đọc chú, mình đọc bằng cái tâm mấy gì chứng hết. Kiểu nào cũng chứng hết. Kiểu với sư phụ lên trên mạng, mặc áo vét. Áo vét đâu ai tôn trọng. Áo ai chi tiết người mà áo vét không thấy nói tiếng Việt. Cần như thằng dốt học lúc bóp mà áo vét mà lên giảng pháp nói chuyện. Mà vậy tại sao bao nhiêu chuyện màu nhiệm, tại sao sư phụ ở thời nay có thể độ được hàng triệu người, còn Việt Nam hàng triệu ông mà độ được người nào không? Mình không có so sánh kiểu đó, cũng có nha, nhưng mà ở cái thời nay những gì lỗi lạc, giống như ngài Tuệ Sĩ, những người Phật giáo lỗi lạc, người ta không có lên mạng con, người ta chờ đó, người ta biết sau này Phật Di Lặc sẽ xuất hiện ở một cái thời gian rất là ngắn thì họ mới ra độ đời. Chứ không phải mình nói hết nha. À, còn ông nào mà đi đâu mà cái đống người bu bu á, con coi chừng á, không phải là đông người lại là đúng đâu. Mà phụ cũng có phước, có một số đệ tử hiểu được thôi. Thiên Mỹ Mỹ lâu quá không gặp con. Không mới qua hả? Thời xưa đó, không biết này còn mùa Vu Lan không ta? Thường thường Vu Lan là ba mùa luôn ha. Tại bữa giờ không có lên clip, không qua. Hồi ở thiên núi mình ở Thiên Long Sơn á, mỗi lần Vu Lan á cúng lớn, có đọc kinh Vu Lan đàng hoàng. Hồi đó sư mẫu đọc, cũng có đông người lắm. Mà tại vì núi mình bị cấm thì cho nên gần 4-5 năm nay mình không có đọc. Rồi lễ Phật Đản mình tổ chức rất là lớn trên Thiên Long Sơn. Tết mình tổ chức rất là lớn. Từ lúc mà nó cấm năm 2019 tới bây giờ là núi mình không có tổ chức một buổi lễ nào. Chứ nếu mà mình bình thường trở lại cái núi mình là hầu như hàng tháng luôn á. Là mình có lễ của Đức Thầy đúng không? Mình có lễ cha đúng không, mình có lễ mẹ nữa là mình khác hơn là của bên Phật rồi. Cộng lại là mình học Phật, là mình phải theo lễ của Phật nữa, Vu Lan nè, rồi sám hối nè. Cho nên tháng nào cũng bận rộn dữ lắm. Hôm nay mấy con mà sinh hoạt ở Thiên Long Sơn á, gọi là nhàn rồi đó nghe. Chỉ có ngày con thời kinh mà là không xong nữa. Thì mai mốt sư phụ đón khoảng chừng nửa năm sau, sư phụ gỡ hết những cái violation, những cái mà nó gõ đầu mình á, thì mình tự do trở lại giống như Thiên Long Thổ á. Là mấy con rất là bận, từng nào cũng có sinh hoạt ào ào cho nó. Còn bây giờ thì để mình sửa chữa những cái gì nó không thích đi, thì lúc đó nó sẽ trở lại là bận lắm. Còn bây giờ thời kinh gán đọc cho mấy chư thiên ở Điện Mẫu được vui. Mà xin kính chào sư phụ. Con và mẹ con từ Úc qua bữa nay tới tới nói lời cảm ơn sư phụ. Bữa nay sẽ chiều tối nay sẽ về, bay về. Dạ, từ bên Úc qua vé mắc tiền gì mà đi con đi ngày. Không đi ba tuần mấy rồi có gặp lên gặp sư phụ, sư phụ nhận những đệ tử. Rồi. Dạ, bữa đó con có quên nhà sư phụ, tại vì con tới sư phụ nhờ người chị gái giới thiệu, người đó cũng tụng kinh mỗi ngày.
xin cảm ơn xin sư phụ nhận người chị gái làm đệ tử ở đang ở Úc được không nhỉ? Có hình đây. Tên gì? Hiền Tú Phụng. Hiền Tú Phụng. Rồi. Rồi. Nhận là phải lấy hình cha hình mẹ thờ nha. Chứ không phải nhận về cái là không có biết đọc kinh. Mình thờ Thượng Đế đâu có sai. Tổ tiên mình 90.000 năm nay cũng thờ ông trời đúng không? Chẳng qua nhân loại quên thì sư phụ mới xuống trần mới nhắc lại thôi à. Cái đạo là đạo cũ mà đâu có mới gì đâu. Con cơm ấy, ổng có cơm kìa. Rồi, ok, rồi về tưởng lộ bình an nha. Dinh sức khỏe. Hồi xưa, Phật Thích Ca có 10 đệ tử. Thì hôm nay có không biết nhiêu. Nhưng mà không có gọi là thập đại đệ tử. Tại vì thập đại đệ tử của Phật Thích Ca là ngày số 1 là ngày Xá Lợi Phất, là thông minh tuyệt đỉnh. Người thứ hai là Mục Kiền Liên, là thần thông siêu quần. Người thứ ba là A Na Lực, là thiên nhãn thông số 1. Phải không? Rồi tới Ngạ Nan là có trí tuệ siêu phàm. Rồi ông Maha Ca Diếp là hạnh khổ đầu đà, tức là tu cực khổ. Rồi ông U Bà Ly thì giữ giới luật, tức là giới luật của Phật đưa ra là ông giữ hết. Rồi ông gì vậy? Ca Chiên Viên thì là giải nghĩa đó, tức là bất cứ câu hỏi nào thì hội đang học theo ông này, ông đều giải thích được hết. Con là ông vua đưa bà hoàng hậu tới nhờ dân chúng đồn nó có ông đệ tử của Phật Thích Ca đến cái làng này, thần thông siêu quần lắm, sẽ cứu được mọi người. Cái ông Ca Chiên Viên gặp ông vua đó, cái ông Ca Chiên Viên ông mới lấy cái cành hoa đưa cho ông vua. Ông nói nếu mà bệ hạ mà làm cái cành hoa này sống mãi mãi được tươi xanh đi thì thần sẽ cứu được hoàng hậu. Đâu có làm mãi mãi tươi xanh được. Thì từ đó ông vua mới cam lòng, hiểu không? Tức là mỗi người đệ tử của Phật đều có một cái đó. Còn ông gì nữa ta, tu 10 ông, nãy giờ nó đủ 10 ông chưa? Có ông gọi là Tu Đà vậy đó, là coi như là bao nhiêu thiền ông cũng cho hết. Vậy mà ông già hoài, cứ nghe là cái hạnh của ông là cho, cái gì cũng cho. Tức là thập đại đệ tử của Phật Thích Ca, mỗi một ông có mỗi một cái đức hạnh mà người đời mình không có được. Cho nên bây giờ Thiên Đến Kiệt đang chọn ra thập đại đệ tử. Ý nói chỗ này thôi. Bây giờ có mấy chục triệu đệ tử, nhưng mà có thập đại đệ tử thì tìm chưa ra. Tiêu chuẩn sao vậy sư phụ? Tiêu chuẩn sao chứ? Thì 12 giới luật á, đến nào mà giữ được 12 giới. Nhưng mà có thằng đại tử ca hay rồi, bây giờ tới phiên con lên ca đây thế giới. Bắt đầu là nó ngồi thiền ơi, cho ngồi thiền nó kể. Trụ đánh mà nó còn ngồi im nữa. Ok, tới giờ ăn cơm chưa? Sao à? Bữa nay cái clip này mình nói là không có đụng chạm cộng sản, không đụng chạm quốc gia, không đụng chạm Bác Hồ nữa nha. Bắt đầu mình hiền lại đó. Không đụng chạm thầy này thầy kia. Tại sao bị mấy vị la rồi. Nói là con đó là phải ở chung dung. Không á. Mà quỷ cũng phải độ, mà Phật cũng phải độ. Cho nên giờ cho phụ ở cái thế trung dung.
biển thương cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi người, bây giờ buồn lắm người ơi, thương cho ai giàu thương nghèo hả? Nhạc qua đây rồi đêm rũ ngầm. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm năm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng dối đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trồng vui chưa chan. Quê hương yêu dấu với con đường đến thăm, từng từng bóng ta về. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chưa chan. Quê hương yêu dấu với con đường đến thăm, tưng bừng đón ta về. Rồi tới thế giới như thế này rồi, lên ca đi, sống ca rồi đó. Hai đứa đây, hai đứa này sống ca là sống kiếm thành tích luôn á. Tôi hái hoa đi cho đường.
hoa nụ. Năm em 16 xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đông thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi man cây đàn, quen gió ca vui bên nàng, nay khóc tơ duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, anh nói trao nàng mấy câu. Thẳng lòng ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, màu hương xưa vẫn chưa phai. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu vẫn đi trong buổi ngồi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tim cho đời, đời ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tim cho đời, đời ước mơ nên đẹp đôi. Ok, đứa nào quan tâm chưa lên nha. Ai lớn trời, Vanessa cũng còn ăn, Thảo cũng còn ăn. Người trong cuộc đời Sài Gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời, giờ còn đây những kỷ niệm sống trong tôi, những nụ cười nát trên môi, những giọt lệ ôi sao đắng. Nắng vẫn có còn vương trên đường, đường ngày xưa mưa có ước ngập lối người về, rồi mùa thu lá còn đổ xuống công viên, bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng, hay đã khóc thương cho người yêu. Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn, từng ngày qua từng kiếp sống quên thời gian, kiếp tháng lắm đau thương lắm chua cay, tôi gọi tên em mãi thôi. Sài Gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về, người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề, dù thời gian có là một món đam mê, phố
phủ và nắng sao đêm, nhưng tôi vẫn không bao giờ quên. Thời gian có là một món đam mê phố phường.